Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi ra ngoài biển chơi, đi dọc dọc theo bờ biển kiếm cái quán nào ghé vô ăn. Đi dạo đi tới quán. Dạ, vòng vòng ngoài sát biển đó rồi một lát là sẽ tấp vào cái nhà hàng nào ăn buổi tối. Hôm nay gió nhiều quá các bạn. Có người đi tìm vàng. Thank you.
nãy giờ là đi 1 tiếng rưỡi đúng ở ngoài biển, bây giờ thì đã đến nơi thành phố của Vũng Tàu. Giờ mình phải tìm quán nào. Sao xích lô cái đèn đẹp quá. Đây là bãi sau Vũng Tàu về đêm, không có xe nhiều. Tinh fish, hủ tiếu mực tôm là noodle soup and mix tinh tần fish crevette mực tôm. Ký sài gà? Dạ, em hiểu sai mà. Hai cái câu hủ tiếu mực tôm này. Dạ, yeah. Có dùng thêm cái gì không ạ? À? Dùng thêm cái gì là làm sao? Thì là mình có uống thêm nước gì? À, uống nước chứ. Không có có trà đá thôi. Có trái dừa không? Was willst du trinken? Ein Bier oder? Nein, im Moment noch nicht. Chẳng chút nữa.
straks niemand op gaan mijn oog gaan morgen. Nee. Ja. Hier. Quán này có bán ăn sáng luôn, bữa sáng này. Rất là ngon. Cái nước chấm này nó chua chua ngon. Chua với chay một chút. Cảm hủ tiếu. It's fine too. It's good. Cái nước súp rất là ngon, thơm ngon. Rất là quán này mở từ 6 giờ sáng đến 11 giờ khuya. Nhưng mà rất là ngon. Xong rồi bây giờ mình phải đi về. Đi ra ngoài biển tối vậy đó các bạn, đi về 1 tiếng rưỡi nữa. Tức là tổng cộng là 3 tiếng đồng hồ để đi ăn tô hủ tiếu như vậy đó, nhưng mà rất là ngon, tô hủ tiếu mực tôm. Bây giờ mình đi ra ngoài biển mình đi về. Đi chân không ở ngoài biển vậy đó. Khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì tới nhà. Này mình đi cũng nhiều lần lắm rồi. Đi từ nhà đi ra ngoài biển buổi chiều 5 giờ. 5 giờ tới thành phố Vũng Tàu là tới 6 giờ rưỡi. Ăn xong là 7 giờ. 7 giờ đi bộ trở về. Alo. Đi bộ trở về là khoảng 8 rưỡi 9 giờ. À, các bạn thấy không? Đi buổi tối ở ngoài biển cũng vui lắm. Không có ai hết á. Các bạn cũng biết mà chắc cũng có thể các bạn cũng bị trường hợp giống như mình vậy đó. Ngày nào cũng có người đăng ký rồi, ngày nào, ngay ngày đó là cũng đi ra. Mỗi ngày là 5-7 người cũng có nữa, tức ghê vậy đó.
chào các bạn nha, bây giờ mình phải đi về. Đừng ngờ nè, nhìn đằng xa có đống lửa, đốt lửa, thấy đẹp quá. Lịch sử anh bên lịch sử kia.